lễ hội chùa Bà Thiên Hậu thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, được tổ chức với nhiều nghi lễ theo tín ngưỡng của người Việt gốc Hoa. Lễ hội chùa Bà Thiên Hậu được tổ chức vào lúc nửa đêm ngày 14 đến rạng sáng ngày 15 tháng Giêng âm lịch hàng năm. Phần đặc sắc nhất của lễ hội mà mọi người đều háo hức là lễ rước kiệu bà được tổ chức vào ngày 15. Mọi người sẽ rước kiệu bà đi xung quanh thành phố Thủ Dầu Một cùng với sự náo nhiệt của rất nhiều đội múa lân sư rồng. Người dân có nhà xung quanh hân hoan chuẩn bị lễ cúng và cầu mong bà ban phước, ban lộc vào đầu năm khi đoàn rước đi qua trước nhà. Năm nay mình tham gia lễ hội, được xem đoàn lân sư rồng Khải Uy diễu hành cờ và rồng rất đẹp và thật là chuyên nghiệp. Và đây là một số hình ảnh cộng tác viên của trang Facebook Bố Lân TV và kênh YouTube Chích Phúc Việt Nam ghi hình, được mời các bạn cùng xem nha. Xem video tới đây, nếu thấy hay và hữu ích các bạn nhớ nhấn like và chia sẻ để ủng hộ nhóm thực hiện thêm nhiều nội dung hay hơn nữa nhé.